Hello, xin chào các bạn. Chúng ta tiếp tục đến với bài tiếp theo trong khóa học, đấy là cái bài gần như là cuối cùng, bởi vì chúng ta sẽ render hoặc là export những cái animation mà chúng ta có được trong After Effects ra bên ngoài để chúng ta sử dụng cho các mục đích khác nhau. Ở đây thì mình có một cái animation giống như những bài trước mình đã làm quen rồi. Thì ở đây mình có một cái animation cái text này đây. Thì mình sẽ render cái này ra bên ngoài. Thì render thì nó sẽ có nhiều định dạng, nhưng mà thực chất thì trong cái việc mà mình làm hiệu ứng cho game, làm game effect thì mình sẽ sử dụng cái định dạng chủ yếu là ảnh PNG. Thì ở đây khi mà mình render từ After Effects ra thì sẽ render từng frame một. Đó, từng frame một, và mỗi frame đấy thì lại là một ảnh PNG. Rồi thì chúng ta khoan hãy nói đến các định dạng của video. Thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn là render cái chuyển động, render cái effect mà mình có ở trong After Effects ra theo dạng PNG, đây gọi là PNG sequence. Thì ở đây mình có cái chuỗi chuyển động này và có transparent background này, thì mình sẽ render ra ngoài. Thì render bằng cách là mình select vào cái composition mình chọn này, mình đang làm việc này, mình muốn render cái con này ra ngoài. Đó, thì mình select vào nó, sau đó thì mình vào trong tab composition ở trên này, chọn vào add to render queue hoặc là bấm phím Ctrl M. Đó. Thì ở dưới này thì đầu tiên mình để ý thấy bên ngoài cùng bên góc dưới bên này nó có cái ô vuông và có cái dấu tích ở đây, nghĩa là mình sẽ render cái composition này ra ngoài. Khi mà render xong thì cái này nó bỏ tích đi, nó bỏ dấu tích đi, nó không tích nữa, thế là mình đã render xong rồi. Tại vì sau này khi mình render nhiều cái composition bên dưới này, còn nó còn xếp hàng nhiều cái nữa chứ không phải chỉ có mỗi cái này. Những cái nào mình render xong rồi thì nó vẫn lưu cái history ở đây chứ nó không xóa đi. Đó. Tiếp theo đấy nữa đấy là cái phần mình sẽ quan tâm đến hai cái thông số ở bên dưới, ở bên tay một cái ở bên dưới bên tay trái và một cái ở bên dưới bên tay phải. Thì cái bên tay trái của mình output module, cái này là cái để mình chọn cái định dạng file xuất ra ngoài này. Cái này mình chọn là PNG. Đó. Thì ở đây mình sẽ chọn là PNG, tí nữa thì mình bấm vào đây thì nó sẽ ra một cái bảng. Còn cái này gọi là cái thư mục lưu, tức là mình dẫn cái đường dẫn của mình về cái window chỗ nào mình lưu cái PNG đấy. Bây giờ mình sẽ chọn vào phần lossless này, nó sẽ ra mở ra một cái bảng. Thì ở trong cái phần main option thì mình chỉ cần quan tâm đến cái phần format, thứ nhất là cái phần format này, thứ hai là cái channel, format và channel. Thì format đây mình để là PNG sequence. Đó, PNG sequence nhé. Và nếu như mình muốn xuất ra ngoài mà có nền transparent, render ra ngoài với cả transparent, thì mình chọn vào channel là LGB cộng alpha. Đó, sau đó nhấn OK. Ở đây mình chưa có resize, chưa crop gì cả, mình chỉ quan tâm đến cái format và cái channel thôi, bấm OK. Sau đó thì mình sẽ chọn thư mục lưu. Mình sẽ chọn thư mục lưu. Lưu ra ngoài desktop nha. Đây là, và nếu các bạn không muốn tạo cái thư mục mới ở trong Windows thì các bạn có thể check vào phần save in subfolder. Là khi mà các bạn bấm render là tự động nó sẽ tạo cho các bạn một cái folder và đưa tất cả những cái ảnh, những cái frame đấy vào trong cái folder này. Còn nếu như các bạn muốn tạo cái tên nó khác đi thì các bạn đánh tên vào đây. Không nhất thiết là cứ phải tạo cái folder mới ở bên ngoài Windows làm gì. Ở đây mình đã lỡ tạo ở đây rồi thì mình bỏ đây đi, mình không xây sắp folder nữa. Mình xây nó vào trong cái thư mục follow này đi. Đó. Mình giải thích thêm một số cái dấu thăng ở đằng sau cái tên này. Thì cái dấu thăng này khi mà các bạn render ra ngoài thì cái dấu thăng này nghĩa là nó đánh dấu cái time code của các bạn. Ví dụ như là cái time code của bạn là cái kim đọc thời gian nó đang ở frame số 0.
mà các bạn nó sẽ render từ frame số 0, thì cái dấu thăng này ở đây nó là frame đầu tiên, nó sẽ là số 0. Sau đây thì nó sẽ đánh số là follow me shift trừ 0. Sau đấy thì follow me shift trừ 1. Follow me shift trừ 2. Nếu như mà có bao nhiêu frame thì nó sẽ có bấy nhiêu cái số đấy. Nếu như với các bạn thì có thể là nó sẽ ở một cái dạng default, tức là nó sẽ có 4-5 cái dấu thăng liền gần nhau. Nó sẽ có nhiều dấu thăng gần nhau. Ở đây mình không muốn cái tên nó quá dài, cho nên là mình để một dấu thăng thôi. Tại vì khi mà mình render ra ngoài là cái số frame đánh đằng sau nó chỉ là một con số thôi. Nếu như mình để hai dấu thăng, mình để hai dấu thăng thì nó sẽ render ra là follow me 00. Đấy, follow me 01. Follow me 02. Tại vì nó là hai chữ số. Nếu như để ba dấu thăng, ba dấu thăng thì nó sẽ là ba chữ số, tức là 000 này, 001 này, 002 này. Tại vì mình không muốn là cái tên nó thừa quá dài, cho nên mình để một dấu thăng thôi. Tại vì nhiều dấu thăng, nhiều số 0 lần trước chả để làm gì cả, nên là mình để một dấu thăng thôi. Nếu các bạn thì thích thì các bạn cứ để nhiều dấu thăng được, tùy. Cái đấy nó chỉ là vấn đề về tên, không có gì quan trọng lắm. Mình để là follow me dấu thăng này. Ở đây thì mình cũng có thể đổi cái tên ảnh cũng được, nhưng mà mình thì thường thì thôi, mình chả quan tâm đến tên, thì mình đặt tên trong cái composition, mình đặt tên rồi thì ra đây nó sẽ ra lấy cái tên của composition nó đưa vào ảnh luôn, cho nên là mình không cần phải quá quan tâm đến ở cái bước render này. Nên mình nhấn save. Sau đấy thì ở bên ngoài cùng bên tay phải các bạn ấy thấy nó có cái nút render đó. Bấm vào cái nút này thì sẽ có cái thanh màu xanh nó chạy. Lúc nào thanh màu xanh đấy nó chạy hết, nó sẽ có tiếng kêu báo, và lúc đấy nó nghĩa là mình đã render xong. Đó, thì này cũng nghĩa là mình đã render xong này. Mình sẽ vào desktop. Mình sẽ vào phần desktop này. Follow. Thì ở đây. Đây là những cái frame mà mình đã render được. Thì cái composition của mình là mình đang để là 30 giây, cho nên là 30 frame. Để là 30 frame, cho nên là nó sẽ render từ cái frame 0 này đến frame 30. Những cái frame nào mà nó chưa có, nó không có ảnh nhá, các bạn có thể thấy thế là cái phần cái frame đầu tiên của mình nó không có ảnh này, không có gì hết này. Rồi frame tiếp theo không có này, frame này cũng không có. Tiếp tục đến frame này bắt đầu nó mới có cái chữ nó chạy vào. Thì những cái frame trống ở bên ngoài ấy, thường là Windows nó sẽ hiển thị là màu đen như này, hai cái này. Đến cái này bắt đầu mới có một tí ở bên tinh ngoài gì này nó thò vào. Những cái frame này là những frame đứng yên này. Những frame này frame đứng yên, từ frame 19 trở đi, 20 trở đi là frame đứng yên, không có chuyển động gì cả. Nếu như mà mình muốn tối ưu thì mình có thể cắt bớt cái phần này đi, mình chả cần. Nó chả có chuyển động gì cả. Từ frame số 20 trở đi là không có chuyển động gì. Thì mình có thể xóa ở đây đi, hoặc là mình cắt vào trong đây cũng được. Thì để mà tránh cái việc là bị thừa ảnh như này, nên các bạn có thể thấy là cái phần ba cái frame đầu mình chả cần thiết đâu. Cái phần này nó chỉ nhô một chút pixel vào thôi thì mình cũng chả cần. Nên là thành ra là ba frame đầu này mình cũng chả cần. Và cái hai cái đống frame đằng sau là không có chuyển động thì mình cũng không cần. Nếu như mình phải xóa bớt đi cho nó đỡ bị thừa. Tuy nhiên thì nếu bây giờ mà mình xóa luôn đây thì cái composition của mình, cái chuỗi ảnh này của mình nó sẽ bắt đầu từ frame số 3. Nó sẽ bắt đầu từ frame số 3. Và nếu như bây giờ mình muốn là đánh dấu từ 0 đến 1, 2, 3, 4 thì như thế thì có nghĩa là mình sẽ phải sửa tên ở trong Windows, nó sẽ không hay lắm. Nên là mình sẽ sửa lại composition, mình sẽ cắt lại. Tạm thời mình sẽ xóa cái này đi để mình render lại. Cho nên cái kinh nghiệm chia sẻ với các bạn là khi mà trước khi các bạn render cái gì đấy ra ngoài thì các bạn nên kiểm tra lại là xem có những cái frame nào nó không có pixel thì các bạn cắt bớt đi. Đây ví dụ mình sẽ lấy ở frame số 3 này, bấm phím B đến frame số 19 này, bấm phím N. Đây là toàn bộ cái animation của mình. Đó, khi mình render thì mình chỉ lấy trong cái khoảng này thôi, cái khoảng thừa ra thì mình không lấy.
Những khoảng thời gian thì mình không lấy. Hoặc là các bạn cũng có thể có một cái cách khác, đấy là các bạn để nguyên cái composition đây, và các bạn select toàn bộ layer, các bạn kéo về đằng trước. Các bạn kéo toàn bộ những cái layer này, các bạn kéo về đằng trước này. Đó, đến khi nào mà cái frame đầu tiên các bạn ưng ý, cái frame đầu tiên đấy nó hiện ra thì các bạn giữ nguyên, thì các bạn đỡ phải cắt composition làm gì. Đó, cho nên là khả năng là mình sẽ đưa con trỏ kéo tất cả layer về đằng trước này. Đấy, đến frame này thì mình giữ nguyên. Đến nút frame này thì mình sẽ bấm nhấn L. Thì lúc này là mình render ra thì mình không phải sửa lại tham code ở đây. Còn nếu như mình cắt như như vừa nãy mình đưa phím đây, mình cắt, mình bấm phím B ở đây và mình bấm phím N ở đây, thì khi mà mình cắt, mình trim trim combo box area ở đây, thì ở đây cái tham code của mình nó bắt đầu từ 3, từ frame số 3. Mình phải composition setting ở đây và mình sửa lại tham code. Cái start tham code của mình đây đang đang là frame số 3 này, mình phải sửa lại bằng 0. Mình sửa lại về 0 thì đơn giản là nó cái frame đầu tiên của mình render ra nó sẽ là frame số 0 thôi. Nhưng mà như thế thì nó sẽ qua nhiều bước không cần thiết, nên là nhiều khi nếu mà mình muốn nhanh hơn, mình muốn tiết kiệm thời gian hơn thì mình sẽ để nguyên cái điểm đầu điểm cuối như vậy, và mình kéo tất cả layer về đằng trước để khi nào cái frame đầu tiên đấy nó hiện ra. Đấy, ok, frame này đầu tiên, và đến frame 19 ở đây thì mình bấm phím N. Thì như này thì mình không cần phải cắt nữa, mình không cần phải cắt nữa, mình cũng không cần phải sửa lại start time code nữa, mình cứ thế mình render lại thôi. Thì mình vào add to render queue này. Đó, các bạn thấy không, nó sẽ lưu lại lịch sử, nó sẽ lưu lại lịch sử. Và cái phần follow me là cái là lúc đầu tiên mình render nó lỗi nên mình xóa đi, thì bây giờ nó không có dấu tích đây nữa, giờ nó sẽ không render cái composition này. Đấy, nó chỉ render cái dưới này thôi. Thì ở đây mình lại chọn lại là PNG sequence LGB cộng alpha, rồi ok, chọn thư mục lưu, follow, bấm save, rồi bấm render. Đó, thì bây giờ mình được một cái chuỗi là nó chỉ có 17 ảnh, 17 ảnh là từ frame 0 đến frame 16, và tất cả chuyển động của mình là nằm trong 17 cái ảnh này thôi, nó không bị thừa ra nhiều ảnh quá. Đấy là về việc là mình render ra cái chuỗi ảnh PNG. Còn nếu như mình muốn render ra cái video mà có transparent background hoặc là có background, thì ở cái bài trước thì mình đã có hướng dẫn rồi. Các bạn có thể xem lại cái bài đấy nếu như mà quên. Ở trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một số cái là export. Render và export thì nó hơi khác nhau, nhưng mình thôi cũng chẳng cần phải quan tâm đến cái chuyện là nó khác giống gì khác gì. Mình chỉ cần biết là nó xuất cái file ra ngoài là được. Còn render với export thì nó cũng đưa ảnh ra ngoài thôi mà. Thì export thì mình có hai kiểu. Một là mình sẽ export cái GIF. Đó. Export cái GIF từ trực tiếp từ After Effects này ra bên ngoài. Bình thường khi các bạn không có plugin thì các bạn sẽ phải render cái chuỗi ảnh PNG như này ra ngoài. Đó, sau đấy thì các bạn đưa vào trong Photoshop này. Các bạn đưa vào trong Photoshop này, select hết tất cả ảnh nhé. Đưa vào trong Photoshop này. Bấm Enter để cho nó import hết tất cả cái ảnh đấy vào trong composition này. Đây. Đây là tất cả cái ảnh của cái chuỗi chuyển động mà mình có. Thì ở đây nếu như bạn nào không có trong Photoshop, các bạn không có timeline ở đây, thì các bạn vào trong Windows này, bật timeline lên. Đó. Thì trong cái phần ở đây thì mình bấm vào cái mũi tên này để mình tạo frame, tại vì mình không có tạo video timeline. Cái này của mình nó không phải video mà là mà nó là chuỗi ảnh, cho nên là mình sẽ chọn vào frame, tạo frame animation này, bấm tạo. Thì ở đây thì mình có cái frame đầu tiên nó sẽ hiện tất cả ảnh, và để mà
nó có một cái chuỗi chuyển động ấy, thì cái ảnh cái frame đầu tiên ở đây nó chỉ hiện cái ảnh đầu tiên. Sau đấy thì cái frame số 2, cái frame số 2 ở đây nó sẽ hiện ảnh số 2. Thì các bạn vào trong cái tab timeline ở đây. Cái tab timeline thì nó có cái icon mấy cái dấu gạch ngang ở bên góc bên này này. Các bạn bấm vào cái icon đấy. Sau đấy thì chọn vào Make frames from layer, tức là nó sẽ tạo ra các cái layer, tạo ra các cái frame từ những cái layer mà mình có ở trong cái document này. Đó. Bấm vào đây thì nó sẽ cho mình 17 frame, tức là nó sẽ hiện từ frame 0 đến frame 16. Đó. Nó sẽ tự động nó hiện cho mình. Và mình cần phải chọn cái khoảng delay. Cái delay là cái không không giây ở bên dưới này, nên là cái thời gian delay ấy, mình phải chọn cái khoảng thời gian delay giữa các frame với nhau. Ở đây thì mình chọn là 0.03 tại sao lại chọn là 0.03? Tại vì cái frame rate của mình, cái frame rate của cái composition này mình đang để là 30, tức là 30 ảnh trên một giây. Thì 30 ảnh trên một giây thì mỗi một ảnh lại delay so với nhau là 1 chia cho 30, 1 chia cho 30 thì mình được là 0.03. Tức là 0.0 delay 0.03 đó. Thì khi bây giờ mình bấm chạy, đó là mình được số chuyển động rồi. Ở đây thì mình nên chọn là cái vòng lặp. Vòng lặp của nó ở đây mình đang để là một lần. Cho nên là khi mình bấm chạy thì nó chạy một lần đến frame này rồi nó dừng, nó không chạy tiếp nữa. Ở đây mình để, nếu mà mình xuất nip thì mình nên để là forever để cho nó chạy liên tục, cho nó loop liên tục. Nếu như các bạn muốn giữ cái chuyển động ở cái frame cuối lâu hơn thì ở đây các bạn chọn delay lâu hơn. Mình ở đây mình chọn delay khoảng 1 giây. Đó, khi nó chạy đến frame 117 thì nó sẽ delay 1 giây, sau đấy thì nó mới chạy về frame đầu tiên. Đó. Thì khi như này thì khi các bạn xuất gip ra thì nó sẽ được như này. Xuất gip vào trong Photoshop thì mình sẽ nhấn phím tắt là Shift Control Alt SC. Shift Control Alt và SC. Save for web. Nếu bạn nào không không nhớ phím tắt thì các bạn có thể vào trong trong phần file này. Xây con web ở đâu nhỉ? Save for web nó nằm ở trong phần export này, save for web này. Cái phần này mình nhớ phím tắt nhưng là chả mấy khi mình vào trong cái phần file mình tìm. Ngày ra mình cũng chả nhớ nó ở đâu. Mình chỉ nhớ phím tắt là Shift Ctrl Alt S là save for web này. Save for web thì đây mình chọn định dạng là file zip thôi. Chọn định dạng là file zip này. Rồi nếu mà mình cần thì mình có thể giảm cái resize. Mình resize ở đây là dành size về con 720. Looping là forever này. Looping là forever này. Sau đấy mình nhấn save. Save vào cái thư mục này. Follow me. Đây file zip. Đó, thì ở trong thư mục này mình có một file zip đây. Đây là file zip transparent. Cái file zip này không có nền. Còn nếu các bạn muốn export cái chuyển động này ra file zip mà trực tiếp từ After Effects mà không cần phải qua Photoshop. Tại vì qua Photoshop như thế này để được file zip thì nó mất quá là nhiều bước và mất nhiều thời gian của mình. Cho nên là cái giải pháp mà chọn export zip từ After Effects ra ngoài rất là tiện nhất. Thì ở đây mình có cái plugin là I use zip.
Ở đây thì cái plugin này, cái plugin nó mình cũng không nhớ là trả phí hay là có phí, là mình cài từ lâu rồi. Thì mình cứ chọn cái composition, sau đấy thì mình nhấn render thì nó sẽ tự động nó export cho mình một cái file zip thôi. Thì chỉ trong một nút bấm thôi là có một file zip rồi. Thì mình sẽ render cái file zip từ After Effects ra ngoài desktop. Cái file zip này thì mình không được quyền chọn cái delay của frame cuối, cho nên là nó sẽ quay trở lại cái animation, nó sẽ quay trở lại cái frame đầu tiên. Cái file zip đấy nó sẽ lưu cùng thư mục với cả cái project mà mình xây vào, nên các bạn xây ở trong thư mục thì nó sẽ xây cùng luôn đó. Thì mình không được chọn cái delay của cái frame cuối, cho nên là nó cứ lặp đi lặp lại như này. Còn trong Photoshop thì mình chọn delay được frame cuối, cho nên là nó có cái khoảng dừng ở cuối. Cái này thì không có, nhưng mà nó sẽ tiện hơn cho mình rất nhiều, là mình chỉ cần bấm cái nút bấm là nó sẽ ra cái file zip cho mình. Mình cũng có thể resize được nhé, mình có thể resize để giảm cái kích thước và giảm cái dung lượng của cái ảnh này xuống. Ví dụ như mình sẽ bấm vào cái hình bánh răng ở bên cạnh đây, thì ở trong phần này mình thấy là nó có cái phần resize. Resize ở đây thì mình có thể resize về 720 pixel. Khi mà mình bấm render trở lại thì nó sẽ render cho mình một file zip với kích thước về 720 pixel. Tại vì mình đang để là 1280 x 720, thì bây giờ mình giảm còn là 720, giảm về còn 720 đó. Thì cái file nó sẽ nhẹ hơn. Đây, giảm về 720 x 45 này. Lưu ý với các bạn là khi các bạn mà export cái file GIF mà nó có cái những cái ảnh hay hoặc là những cái hiệu ứng mà nó có blur nhiều, nó filter nhiều, thì nó sẽ không được ra cái ảnh sắc nét như thế này đâu. Đó, để bằng chứng là kiểm tra, tại vì mình trong cái folder ở trong cái com này mình có dùng motion blur. Đó, mình dùng motion blur cho nên là cái đoạn này blur, nhưng mà cái file zip của mình export ra ngoài thì mình lại bị mất cái blur đấy đi, tại vì đôi khi là cái filter đấy nó sẽ rất khó để mà giữ lại được. Đây, nó sẽ bị mất cái filter đấy của mình. Nếu như mà mình export bằng PNG cho đấy thì mình đưa vào đây thì kiểm soát nó dễ hơn. Tuy nhiên thì nếu mà mình làm sau đấy thì mình cần một cái preview để mình gửi cho ai đó xem, thì cái plugin này nó khá là tiện, thì bấm render cái là ra thôi, không cần qua các cái bước rườm rà lằng nhằng. Thêm một cái định dạng GIF thứ hai nữa, đấy là mình sẽ giới thiệu các bạn cái plugin là Lottify. Cái Lottify này thì có thể giúp các bạn là export ra cái định dạng file là JSON. Cái JSON là các bạn nào đã làm spy thì các bạn biết là đưa cho bộ phận làm game thì mình sẽ cần file JSON để làm 2D animation. Đó, 2D animation thì cái file JSON này nó sẽ hơi cái file JSON của Lottify này nó sẽ khác với cả cái JSON mà Spy export ra ngoài. Nó sẽ khác, và cái cơ chế mình cũng không dành những cái thứ bên trong, nhưng mà cái Unity khả năng là sẽ phải có một cơ chế đọc khác để mà đọc những file JSON ở đây ra. Tuy nhiên thì mình có một cái Lottify này ở đây thì mình tải từ cái website Lottify.com này. Thì trên cái Lottify.com này người ta cho mình một cái Lottify Editor. Mình có thể up cái file JSON của mình lên để mình test, để mình xem. Lúc nãy bây giờ khi mình vào cái Lottify ở đây
Notify thì các bạn có thể tải ở trên trên website này. Các bạn tải về. Thì tải về thì nó miễn phí mà, người ta cho tải về miễn phí nên là không các bạn cứ dùng thoải mái đi không gì cả. Thì ở đây nó có phần là web layer này, JSON editor này, có Lotte editor này, mình có thể up Lotte preview này, đó mình có thể up cái file đấy của mình lên và mình xem cái chuyển động đấy của file JSON nó như thế nào. Ở đây thì mình có thể export cái chuyển động của mình ra thành một file JSON được. Mình sẽ vào trong cái phần Lotte file. Thì ở trong cái tab đầu tiên thì nó sẽ hiển thị cái composition mình đang có này. Mình đang có composition là follow me. Đó. Thì khi mình bấm vào cái mũi tên ở đây để đi tiếp. Đó, sang quá trình tiếp theo thì plugin nó sẽ tự chạy những cái file mà nó cần thiết để nó render ra cái JSON. Đó. Thì cái JSON này nó lại ở đây nó không nhận cái layer style, tại vì cái màu của cái chữ Instagram đây mình dùng cái layer style mà. Và cho nên là nó không nhận. Đó, cho nên là nó không nhận. Mình có thể xây ra ngoài PC này. Đó, xây ra ngoài thì nó có hai định dạng file, một là file JSON và hai là file Lotte, thì mình sẽ xếp file JSON nhé. Xếp ra ngoài desktop này. Chỗ follow này, follow me.json bấm save. Bấm save thì chờ một lúc thì After Effects plugin này nó sẽ render ra cho mình cái file JSON đấy. Đây, sau khi mình sử dụng cái plugin Lotify đấy và mình up lên trên cái website của Lotify thì mình có thể view được cái file JSON của mình. Đó, cái file JSON của mình. Lưu ý các bạn, nếu các bạn muốn sử dụng After Effects để export cái file JSON đó, thì tất cả các cái chuyển động của các bạn này thì các bạn phải set keyframe nhé. Còn những cái kiểu mà effect mà sử dụng cái bộ effect ở đây thì cái Notify nó không nhận, nó chỉ nhận cái chuyển động keyframe thôi. Đó, ví dụ như cái color, cái layer style gradient color mình đây nó cũng không nhận này, nó chỉ nhận chuyển động thôi. Nên là cái kiểu này các bạn làm cái làm bên Photoshop trước, sau đó thì các bạn import vào đây thì làm gì mình chỉ key chuyển động thôi, thì cái xuất cái file JSON thì nó nhận luôn. Mình không mình hạn chế dùng effect ở bên After Effects thôi thì nó sẽ nhận luôn. Đó, thì bài hôm nay mình giới thiệu các bạn về render chuỗi ảnh ra ngoài này, một số những cái lưu ý về việc render PNG sequence và giới thiệu với các bạn về việc export cái file GIF từ After Effects ra và export cái JSON từ After Effects. Các bạn lưu ý là cái phần mà các bạn muốn xây cái file JSON của các bạn ra export cái file JSON ra thì cái composition của các bạn nên nên với kích nằm kích thước nhỏ thôi, nó không làm nên là không nên làm to quá. Làm kích thước to quá thì lúc mà xây file JSON nó bị lag. Để cái plugin này chưa tối ưu lắm. Bài này gần như là bài cuối cùng trong khóa rồi, thì mình sẽ có làm thêm một hai video hướng dẫn các bạn thực hành. Hướng dẫn các bạn thực hành làm chuyển động trong After Effects, thì của mình sẽ còn một hai bài nữa. Khoảng hai bài nữa sau bài này, nên là hy vọng nhận được nhiều lượt tương tác từ các bạn để mình có thêm động lực làm thêm các cái khóa học mini khác. Chào tạm biệt các bạn.